mùa nước nổi năm nay dự báo xuất hiện vào nửa cuối tháng 10. Các vùng trũng thấp ven sông, thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long có nguy cơ cao ngập lụt. Trong bản tin phát đi hôm nay, dự báo giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong nhận định nhịp lũ trở lại đúng hướng. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam nhận định mực nước đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức thấp. Trong tuần qua, mưa lớn trên khu vực Trung Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia làm mực nước trên các trạm dòng chính sông Mekong tăng mạnh. Mùa nước nổi về đồng bằng sông Cửu Long sẽ mạnh hơn trong thời gian tới. Theo nhận định, từ đây tới cuối mùa nước nổi còn xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có nguy cơ mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mekong. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11 là mùa nước nổi trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1, xuất hiện vào nửa cuối tháng 10. Tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3, một số trạm trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại một số vùng trũng thấp ven sông, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Theo dự báo, từ tháng 10 tới tháng 12, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 10, đợt 2 từ ngày 26 tới ngày 31 tháng 10, đợt 3 từ ngày 6 tới ngày 12 tháng 11, đợt 4 từ ngày 23 tới ngày 29 tháng 11, đợt 5 từ ngày 7 tới ngày 11 tháng 12, đợt 6 từ ngày 21 tới 29 tháng 12. Mùa nước nổi được dự báo lớn hơn những năm trước, nên những người làm nghề đăng lưới cũng rộn ràng nhộn nhịp cho cuộc mưu sinh theo con nước. Cơ sở dịch lưới Úc Quyên ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp là nơi được ngư dân tìm đến trong 20 năm qua. Cơ sở làm lưới Úc Quyên ở xóm chợ Cầu Móng thành lập hơn 20 năm, có thể sánh với làng nghề đăng lưới Thơm Trơm ở thành phố Cần Thơ. Sau nhiều năm con nước không về, thông tin mùa nước nổi năm nay lớn hơn trung bình nhiều năm, làm người dân nơi đây phấn khởi với niềm hy vọng về một mùa làm ăn khấm khá. Những lúc mà bán không được thì làm dự trữ lại. Tới tháng nước nổi là mình số lượng mình ra nhiều, nó đủ loại hết, như là từ mức 60 mấy ngàn tới 7, 80, 100, 100 mấy, 2, 300, 5, 700, 1 triệu mấy cũng có nữa. Dân người ta xài tháng này là nước ở trên ruộng, là lưới nhỏ nhiều. Cơ sở này có hơn 20 lao động làm quanh năm, chủ yếu là chị em phụ nữ. Mỗi tay lưới thành hình trải qua những công đoạn. Lượm đầu lưới, bắt phao, dập chì mất khoảng hơn 1 giờ hoàn thành. Người thợ giỏi mỗi ngày làm khoảng 7 tới 8 tay lưới, trung bình thu nhập 150.000 đồng một ngày. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong mùa này, từ tháng 5, cơ sở tăng thêm 10 công nhân gia công tại nhà. Chị nuôi là thợ lâu năm nhất ở đây, không có đất sản xuất, chị ở nhà nội trợ, chồng chạy xe ôm. Từ khi học được nghề, gia đình có thêm một khoản chi phí lo toan trong ngoài. Tôi bắt đầu phao hiện tại được 23 ngàn, còn đạp chì này đó, đạp lưới cá dồ thì được tay 30 ngàn lưới cá dồ, còn lưới thường này hiện tại 18 ngàn. Như lưới này nó nhỏ nè, tay 18 ngàn mà bằng phải kiên trì, mình ngồi xiết xuyên suốt là không nghỉ trưa nha, từ sáng tới chiều luôn á, chứ mà ăn sản phẩm mà đâu có nghỉ trưa đâu. Cái ở dưới quê là bạn vậy được cũng được, chứ đi thành phố thì chứ mình mướn nhà trọ mình ăn uống cũng vô đó à. Sự tin tưởng của khách hàng là động lực cho những người thợ tâm huyết với nghề, ngày đêm miệt mài, cần mẫn, làm ra những sản phẩm chất lượng phục vụ cho sinh kế của nhiều gia đình. Những tay lưới bạc lặng thầm nuôi lớn bao thế hệ người miền Tây sông nước. Ẩn sau những câu chuyện mưu sinh, có sự thiêu dị và nỗi nhọc nhằn của những người thợ làm nên tấm lưới.